Xin chào các bạn, mình là Khoai Tây. Mình thường xuyên làm các video liên quan đến tiếng Trung, chia sẻ kinh nghiệm học tập và kiến thức dành cho những bạn yêu thích ngôn ngữ này giống như mình. Và ở buổi trước thì mình đã làm video tổng hợp các từ vựng của HEK4 theo khung của giáo trình chuẩn HEK4 cuốn thượng. Ngày hôm nay mình sẽ làm nốt đến phần 2, tổng hợp từ vựng HEK4 theo khung của giáo trình chuẩn HEK4 cuốn hạ. Video này sẽ phù hợp với những bạn đang có ý định tổng hợp lại kiến thức và chuẩn bị đi thi HEK4. Trong quá trình liệt kê từ vựng thì cũng sẽ có những từ cần phải lưu ý thì mình cũng sẽ nói luôn để các bạn lưu ý để ý nhé. Ok. Nào, bắt đầu thôi. An toàn, an toàn. Bằng khi đóng vai trò là một tính từ, nó có nghĩa là xuất sắc, giỏi, dùng để khen ngợi một ai đó. Bao zi, bánh bao. Các bạn lưu ý cho tớ cái bao zi này ở Trung Quốc ấy, thì nó là bánh bao, mặc định là bánh bao có nhân. Bất kể là nhân thịt hay nhân rau, nhưng nó đều phải là có nhân. Chứ nó sẽ không tồn tại cái thứ gọi là bánh bao không nhân mà dùng cái từ bao zi này đâu nhé. Bảo hộ, bảo vệ. Bảo mình, báo danh, ghi danh, đăng ký. Kiểu như bạn ghi danh, báo danh vào một cái chương trình, vào một cái cuộc thi nào đó chẳng hạn. Bảo, ôm ấp, bế bồng. Bảo chẻn, xin lỗi, thể hiện sự hối tiếc sâu sắc. Bẩn, rốt, ngốc. Biển là một lượng từ, nó có nghĩa là lần, lượt. Chỉ một hành động nào đó mà các bạn làm từ đầu đến cuối. Ví dụ như là bạn có thể nói lại lần nữa hay không, đọc lại một lần nữa hay không, kiểu vậy. Biểu cớ, bảng biểu, bảng kê khai. Biểu sư, biểu thị. Biểu diễn, trình diễn, biểu diễn. Biểu dương, biểu dương, khen ngợi. Biên chế, đồng thời. Và anh bạn này là liên từ. Bố sư, tiến sĩ. Bộ phận, bộ phận, phần. Chai, đoán. Chan quan, tham quan. Chan thiêng, nhà hàng. Chơ sổ, nhà vệ sinh. Chẳng là một lượng từ. Khi đóng vai trò là lượng từ thì nó có nghĩa là trận. Ví dụ như là trận đấu này. Đó. Một trận bóng đá chẳng hạn. Thằng này hay được sử dụng dành cho các hoạt động thể thao và giải trí. Trứng chùa là một động từ là đi, đáp, ngồi. Ý mình ở đây là ngồi xe khách, ngồi xe buýt, vân vân. Đại loại là những cái phương tiện công cộng, phương tiện dành cho đại chúng. Chư chinh, kinh ngạc. Chu trai, đi công tác. Chu pha, xuất phát. Chu sinh, ra đời, sinh ra. Chú phóng, nhà bếp. Choán chân, gửi fax. Chữ ngữ, từ ngữ, cách diễn đạt. Chu xin, cẩu thả. Chua ủ, sai. Tả bản, trang điểm. Tả in, in. Tả zhao hu, chào hỏi. Tả chân, tiêm, chích. Kiểu các bạn đến bệnh viện xong bị tiêm ấy. Yeah. Tả cải là một phó từ, nó có nghĩa là khoảng chừng, có lẽ. Và tả yue cũng là một phó từ, cũng có nghĩa là khoảng chừng, ước chừng. Hai anh bạn này khi đóng vai trò mang cái nghĩa là khoảng chừng, ước chừng, kiểu như là khoảng 50 tệ, khoảng 5 vạn, khoảng 50 tuổi, vân vân ấy. Thì các bạn lưu ý là tả cải hay được sử dụng nhiều ở trong văn nói, còn tả yue thì sẽ được sử dụng nhiều ở trong văn viết với cái ý nghĩa này. Tải, đeo, mang. Ví dụ như là bạn đeo kính này, hoặc là bạn đội mũ này, thì chúng ta sẽ sử dụng cái từ này. Tàu, con dao. Tàu yếu, hướng dẫn viên du lịch. Tàu tỉ, phó từ, rốt cuộc. Thằng này được sử dụng ở trong một câu hỏi nhấn mạnh. Tàu, phó từ, nhưng, lại. Thằng này được sử dụng để chỉ về sự tương phản. Ví dụ như này, tôi đối xử với cô ấy rất tốt, cô ấy lại đối xử với tôi chẳng ra gì. Ủa tùy tha hấn khó, tha tàu tùy ủa bù tẩm mấy ảng. Tàu chẹn, xin lỗi. Tớ yị, hề hạ, đắc ý. Tân chi phái, thẻ lên máy bay. Tỷ, đáy. Tỷ điển, địa điểm, nơi. Tỷ chiếu, trái đất. Tỷ chữ, địa chỉ. Tiêu, ném, vứt. Tuổi họa, đối thoại, tiếp xúc. Tuổi miệng, đối diện, trước mặt. Tuổi ứ, là một giới từ, nghĩa là đối với. Ấr thống, trẻ em. Phóng tung, chủ nhà. Ý ở đây là chủ nhà cho thuê. Ví dụ như các bạn đi thuê nhà chẳng hạn, và cái người cho các bạn thuê nhà họ gọi là phóng tung. Phóng sủ giả, nghỉ hè. Phẩu dỡ, nếu không thì. Phụ chinh, cha, bố.
Thông thường chúng ta sẽ nhìn thấy người Trung Quốc nói chuyện ở trong đời sống hàng ngày, họ gọi bố là papa. Còn cái phụ chin này nó sẽ hay xuất hiện ở bên trong văn viết. Phụ khoản, trả tiền. Phụ in, photocopy. Phụ giá, phức tạp, rắc rối. Can pê, cạn ly. Anh bạn này thì hay được sử dụng ở trong cái trường hợp kiểu các bạn đi ăn nhậu ấy, xong rồi 1, 2, 3, rô, hết cạn. Đấy thì chúng ta sẽ sử dụng cái thằng này. Can pê, cản, vội, gấp, rút. Cản, dám. Cản là làm. Anh bạn Hán tự này có hai cách phát âm. Khi chúng ta phát âm là cản thành 4, nó có nghĩa là làm một việc gì đó. Còn khi chúng ta phát âm là can thành 1 thì nó có nghĩa là khô nhé. Can thành 4 là động từ là làm, can thành 1 là tính từ nghĩa là khô. Cao sủ cung lũ, đường cao tốc. Cơ bộ, cánh tay. Cung lý là một lượng từ nghĩa là km. Cung phủ, môn võ cung phu. Củ lý, khuyến khích. Cụ dị là phó từ nghĩa là cố tình, cố ý làm gì đó. Quả, treo, móc. Quan trọng, khán giả. Quản lý, quản lý. Quảng bộ, chương trình phát thanh truyền hình. Quy định, quy định. Quốc chí, quốc tịch. Hải dương, biển, đại dương. Hải siêu, ngượng ngùng, thẹn thùng. Khán giả, kỳ nghỉ đông. Hãng ban, chuyến bay. Hào mã là số hiệu. Hở cớ là một tính từ nghĩa là đạt tiêu chuẩn, đạt yêu cầu. Hở sự là một tính từ nghĩa là thích hợp. Hết sức để ý hai thằng này. Hở zi, hộp. Hậu, dày. Hu liên wang, mạng internet. Hu shi, y tá. Hoài yi, nghi ngờ, hoài nghi. Hố po, hoạt bát, nhanh nhẹn. Hỏa, khi đóng vai trò là danh từ thì nó có nghĩa là lửa, còn đóng vai trò là tính từ nó có nghĩa là hot này, kiểu như là nhiều người quan tâm này, bán chạy này, vân vân. Đấy là lý do tại sao mà khi các bạn nhìn thấy các cái chủ đề hoặc là các cái mặt hàng đang rất là hot ấy thì nó sẽ có hình một cái ngọn lửa ở bên cạnh. Hỏa. Chi chủ, nền tảng, căn bản. Chi tủng, cảm động, xúc động. Chi chữa, phóng viên, nhà báo. Chi sủ, kỹ thuật, công nghệ. Chi rán là một liên từ, vì, đã, thì. Chi xu, tiếp tục. Chia yếu tràn, chạm xăng dầu. Chả, giả dối, không thật. Chén sảo, giảm bớt. Chàng lộ, đáp xuống, hạ cánh, kiểu như là máy bay hạ cánh ấy. Chào thông, giao thông. Chào chư, vùng ngoại ô. Chào ảo, kiêu ngạo. Chào dự, bánh chảo. Chào yu, giáo dục. Chia trở, phó từ là ngay sau đó thì làm gì đó, ngay sau đó thì thế nào đó. Chế, khi đóng vai trò là lượng từ, nó có nghĩa là tiết học. Chế yue, tiết kiệm. Chế sử, giải thích. Chín xính, tiến hành. Chín chữ, cấm. Chín chữ, kinh kịch. Chín chải, tuyệt vời, xuất sắc. Chín trá, cảnh sát. Chín trân, cạnh tranh. Chiều chín là một phó từ, nó có nghĩa là rốt cuộc. Lúc nãy chúng ta cũng đã nhắc đến một anh bạn, đấy chính là Tào Tỷ. Tào Tỷ cũng là rốt cuộc. Hai cái anh bạn này nó đều có thể đóng vai trò là phó từ, có thể dùng ở trong câu nghi vấn để hỏi dồn này, truy vấn này, đó. Và tuy nhiên nó có điểm khác nhau là Tào Tỷ có thể đóng vai trò là một động từ, có nghĩa là làm gì đó liên tục đến cùng. Còn Chiêu Chiêng có thể đóng vai trò là danh từ, nghĩa là kết quả. Chữ, nêu, đưa ra. Chủ chế, từ chối. Khai xin, vui vẻ. Khám phá, quan điểm, cách nhìn. Khảo gia, vịt quay. Khơ là lượng từ, thằng này hay được sử dụng cho thực vật. Khở liến, đáng thương, tội nghiệp. Khở xi, đáng tiếc. Khở thiêng, phòng khách. Khung, trống, rỗng, không. Khủng pa, phó từ, e rằng, có lẽ. Khủ là đắng. Khoang chuán suệ, nước suối, nước khoáng. La chi thủng, thủng rác. La là cay. Lái tơ chí, kịp, còn kịp để làm thứ gì đó. Lái zi, đến từ. Ví dụ kiểu như là tôi đến từ Việt Nam, tôi đến từ Trung Quốc, thì chúng ta có thể sử dụng cái từ này để tự giới thiệu bản thân. Lãn, lười. Lão hủ, con hổ. Lẩn chinh, bình tĩnh. Lý mạo, lịch sự.
lý phả, cắt tóc. Thực ra cái thằng lý phả này nó sẽ theo cái kiểu gọi là các bạn đi tỉa tóc thì đúng hơn. Ví dụ như kiểu tóc của bạn bây giờ nó đang, kiểu tóc của mình đang như thế này, xong bởi vì nó hơi bị dài, nó hơi lườm xườm thì mình sẽ đi lý phả. Khi đấy thì người ta sẽ tỉa lại. Thực ra cái dáng của tóc của mình nó vẫn giữ nguyên, kiểu tóc nó vẫn vậy, chỉ có điều là chỉnh lại nhìn cho nó ôm-ê-li hơn thôi nhé. Thì thằng lý phả là kiểu như vậy, nó là cắt tóc nhưng nó sẽ theo cái hướng gọi là bạn sửa, bạn tỉa lại cho nó vào form hơn. Lì chỉ, sức lực, hơi sức. Lì hại, lợi hại, giỏi. Liến, giới từ, là ngay cả, thế nào đó. Liáng khoẻ, mát mẻ. Liếng chén, tiền lẻ. Liếu lì, lưu loát, trôi chảy. Lử xướng, du lịch. Mà hụ là một tính từ, nó có nghĩa là cẩu thả, lơ đễnh. Tuy nhiên cái anh bạn này ngày nay người ta không còn sử dụng ở bên trong văn nói quá nhiều nữa. Kiểu hiếm khi nào chúng ta có thể nghe thấy ai đó dùng cái từ này ở trong đời sống nhé. Nó trong văn viết thì có thể có, trong đời sống thì na. Máu, lông. Máu chín, khăn lau. Mẩy lỉ, đẹp. Mộng, giấc mơ. Mí lụ, lạc đường. Mì mã, mật mã. Mẻo, dây. Thằng này đóng vai trò là lượng từ ấy, thì là dây, kiểu như là 1 phút có 60 giây ấy. Mín chú, dân tộc. Mù tỉa, mục đích. Nán sổ, bực bội, buồn rầu. Nảy rốn, nội dung. Nủng, làm. Noãn, ấm, ấm áp. Noãn khổ, ấm áp. Ấu ở là phó từ, có nghĩa là thi thoảng, kiểu thi thoảng làm gì đó. Phái tuệ, xếp hàng. Phái lệ, sắp xếp. Phi phiếng, phê bình. Phiền, lừa. Phiêng phang chiếu, bóng bàn. Phổ, vỡ, đứt, thủng. Phủ biện, phổ biến. Phổ thông hoa, tiếng phổ thông. Chiên hoạn, đóng vai trò là phó từ, nó có nghĩa là nhất định phải thế nào đó. Ví dụ này, bạn nhất định không được đi cùng anh ta. Nì chiên hoạn, bú yào cân tha chỗ. Chiên trừng, visa. Chiao, gõ, khua. Chiao, cầu. Cái cầu ấy. Chuán bụ, toàn bộ, tất cả. Rán ớ, là liên từ, nó có nghĩa là nhưng, xong, thế nào đó. Rửa nào, náo nhiệt. Rên ủ, nhiệm vụ. Rông, vứt bỏ. Rông rán, vẫn. Rư chỉ, nhật ký. Rù khẩu, cổng vào. Sân lín, rừng rậm. Sang lẻng, thương lượng. Sao quay là phó từ, nó có nghĩa là một chút thế nào đó, hơi thế nào đó. Sáo zi, cái thìa. Sơ hội, xã hội. Sân chỉnh, xin. Kiểu như xin nghỉ việc hoặc là xin nghỉ phép. Sẩn, khi đóng vai trò là danh từ, nó có nghĩa là tỉnh. Ví dụ như là tỉnh Hà Giang, tỉnh Bắc Giang. Còn khi đóng vai trò là động từ, nó có nghĩa là tiết kiệm. Ví dụ như là sẩn chén, là tiết kiệm tiền. Sẩn, còn lại. Sư vọng, thất vọng. Sứ phân, là phó từ, nghĩa là rất, vô cùng. Ừ, nó không phải là 10 điểm đâu, mà nó là rất thế nào đó, vô cùng thế nào đó. Sử dụng, sử dụng, sử dụng. Sư kỷ, thế kỷ. Sư phẫu là phó từ, nó có nghĩa là hay không. Ví dụ kiểu như là anh ấy có đến được hay không ấy, kiểu vậy. Sâu, nhận. Sâu sử, dọn dẹp. Sầu tu, thủ đô. Sâu bù liao, chịu không nổi. Su, thua. Su lượng, số lượng. Xuân sự, thứ tự, trật tự. Sử, khi đóng vai trò là động từ, nó có nghĩa là chết. Nhưng ở đây nó là tính từ, nó có nghĩa là cố định, cứng nhắc. Ví dụ như là đầu óc bảo thủ này, hoặc là quy định cứng nhắc này, thì chúng ta sẽ sử dụng cái thằng này. Sù tủ, tốc độ. Su liao tải, túi ni lông. Xoan, chua. Xuấy trợ, cùng với. Xuân tử, là cháu nội trai. Yeah, là cháu nội nhưng phải là cháu trai nha. Thái, dơ lên, đưa lên. Thán căng chín, chơi piano. Thang, canh, súp. Thẳng là lượng từ, có nghĩa là lần, chuyến, dùng để chỉ về số lần đi lại. Thảo luận, thảo luận. Thén khủng, điền vào chỗ trống. Thiếng, ngừng, cúp. Thống chiếng, đồng cảm, đồng tình. Thống sứ, đóng vai trò là liên từ, nghĩa là đồng thời.
Thuê là động từ, đẩy, hoãn lại, triển khai. Tùy vào từng ngữ cảnh mà các bạn có thể xác định được nó mang theo cái nghĩa gì nhỉ? Thuê chứ, hoãn lại. Thua, cởi ra. Ví dụ kiểu cởi quần áo ấy. Quảng trang, trang web. Nguy hiểm, nguy hiểm. Vệ sinh gian, nhà vệ sinh. Nguyên tụ, nhiệt độ. Vấn trang, bài văn, bài báo. U rãn, làm ô nhiễm. Ú, không, không có. Ú phả, không thể, không có cách nào. Ú luận là liên từ, nghĩa là bất kể, bất luận. U huệ, sự hiểu lầm. Xén, mặn. Xiao phản là liên từ, nghĩa là ngược lại, trái lại. Xiang thống, giống nhau, như nhau. Xiang, thơm. Xiang xị, chi tiết. Xiang, gieo, kêu, vang lên. Ví dụ như là điện thoại kêu này, hoặc là đồng hồ báo thức kêu này. Đó, thì chúng ta dùng cái từ này. Xiao chư, món ăn vặt. Đó là đồ ăn vặt, nhưng chúng ta sẽ hiểu nó theo nghĩa là đồ ăn vặt đường phố. Ví dụ như là xiên bẩn chẳng hạn, cậu hồ lôi chẳng hạn, thì chúng ta gọi nó là xiao chư. Còn nếu như mà các bạn mua kiểu snack này, bánh gấu này, kiểu như bim bim khoai tây All Star các thứ, thì chúng ta sẽ thường sử dụng từ lính sứ. Xiao hỏa zi, chàng trai. Lưu ý là chàng trai trẻ. Anh bạn này còn có thể sử dụng để kiểu như gọi một ai đó. Ví dụ như là ê, chàng trai à, cậu bé à. Đấy, chúng ta dùng từ này. Xiao hỏa zi. Xiao hỏa, chuyện cười. Xin phong, bì thư, phong thư. Xin xi, thông tin. Xing, được, đồng ý, ok. Xỉng là tỉnh. Ý của mình ở đây kiểu như là tỉnh rượu này, hoặc là tỉnh ngủ này, thì chúng ta dùng từ này. Xing bie, giới tính. Xuế chi, học kỳ. Giá cao, kem đánh răng. Dạ, trợ từ ngữ khí. Thằng này đứng ở cuối câu thì để cho câu nghe nó gia tăng cái ngữ khí, gia tăng cái thái độ của người nói, để câu nghe nó đỡ cục xúc hơn thôi. Giãn cửa, nghiêm khắc. Giãn, muối. Giãn chỉnh, kính mắt. Giản chu, biểu diễn. Giản yuán, diễn viên. Giảng chứng, hình thành. Kiểu như hình thành một thói quen nào đó. Yào shi, chìa khóa. Ye xu, có lẽ, may ra. Thằng này là phó từ nhá. Ye zi, lá cây. Ye, khi đóng vai trò là lượng từ, nó có nghĩa là trang, kiểu như là trang sách ấy. Yi, là một giới từ, nghĩa là dựa vào, bằng cách nào đó, dựa vào ai đó, vân vân. Yi jian, ý kiến. Yến chỉ, gây ra, dẫn đến. Yếu, do. Yếu chứ, bưu điện. Yếu hảo, thân thiện. Yếu chứ, thú vị. Yú sử, thế là. Thằng này là liên từ nhá. Yú máu chiếu, cầu lông. Yú phả, ngữ pháp. Yú yán, ngôn ngữ. Yú xí, chuẩn bị bài. Ví dụ như là trước khi các bạn đi học, giáo viên sẽ gửi bài cho các bạn, gửi nội dung học cho các bạn để các bạn chuẩn bị trước ở nhà, xem trước xem là hôm nay học cái gì ấy. Thì cái hành động đấy ta gọi nó là ủy xí, là chuẩn bị bài nhé. Yuán liang, tha thứ. Yue tú, đọc. Yún, mây. Yún xử, cho phép. Giá trị, tạp chí. Trang, khi đóng vai trò là tính từ, nó có nghĩa là bẩn, bẩn thỉu. Tăng gia, tăng thêm. Trản xiện, đường dây bận. Ý ở đây là đường dây bận điện thoại, kiểu bạn gọi cho ai đó mà sao nó cứ tu 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 tu, thì đấy nó gọi là tràn xiện. Chào, chụp ảnh. Chỉnh lý, dọn dẹp, thu dọn. Chẳng tráng, bình thường, thông thường. Chư, được sử dụng để nối từ bổ nghĩa và từ được bổ nghĩa, thằng này là trợ từ. Và anh bạn này thì hay được sử dụng ở trong văn viết, chứ ở trong văn nói thì chúng mình sẽ hiếm khi nào sử dụng nó. Chứ chê, trực tiếp, thẳng. Chứ hảo là phó từ, nghĩa là đành phải, buộc phải. Kiểu như đành phải làm gì, kiểu kiểu vậy. Chỉ tài, túi giấy. Trùng, nặng. Trùng tiễn, trọng tâm, trọng điểm. Chủ hợ, chúc mừng. Chủ miếng, nổi tiếng. Chuẩn, quay, xoay. Chuẩn chuệ, chính xác, đúng. Chỉ xị, thận trọng, kỹ càng. Tự xịn, tự tin. Chu, thuê. Kiểu như là cho thuê một thứ gì đó, cho thuê nhà hoặc cho thuê xe chẳng hạn. Tôn trọng, tôn trọng. Chủa yếu, khoảng, khoảng chừng. Chủa dụng, tác dụng. Chủa trở, tác giả. Chủa, đóng vai trò là lượng từ, nó có nghĩa là tòa, tòa nhà,
hoặc là hòn núi, vân vân. Anh bạn này hay được sử dụng làm lượng từ cho cầu này, núi non này, hoặc là cao ốc này. 座位, chỗ ngồi. Và đây là toàn bộ từ vựng của Hadaka 4. Nếu các bạn yêu thích video này, hãy để lại cho mình một like và share và comment, đăng ký kênh của mình, bật chuông báo tinh 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 để chúng mình gặp nhau được nhiều hơn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye!